Bá Tiến xin được kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với những tình tiết mới nhất của Dị Thế Đạo Môn. Ở tập trước thì uh, Lý Bình An đã gọi Tề Thiên Đại Thánh ra rồi và không biết hình tượng của Tề Thiên Đại Thánh trong chuyện này sẽ ra sao đây mà các bạn sẽ cùng theo dõi. Đừng quên ủng hộ Tiến bằng những cái like, subscribe kênh nếu bạn là người mới nha và các bạn có thể ngó qua phần donate một chút. Chúc các bạn có những thời điểm cuối năm thật là an lành nha. Long kình dậm chân giữa hư không, một cây gậy kim quang bay về phía của Lý Bình An. Uy lực vô cùng. Một bàn tay lông xù duỗi ra từ sau lưng của Lý Bình An, cầm theo kim cô bổng. Tôn Ngộ Không mặc áo bào xám cả lơ phớt phơ, đi ra từ sau của Lý Bình An. Lý Bình An thì vui vẻ quay đầu kêu lên. Tề thiên đại thánh! Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tay, phiền não nói. Đối tuổi này có hơi phiền toái nha, Lý Bình An thề giật nảy trong lòng, vội vàng hỏi. Đại Thánh, chẳng lẽ ngài đánh không nổi sao? Tôn Ngộ Không thề trừng mắt nói. Lão Tôn là hộ pháp tế đàn thiên đại thánh đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không của nhân tộc. Làm sao đánh không nổi một tên yêu này chứ hả? Hắn nuối tiếc nói tiếp. Nhưng mà hiện tại ta chỉ là một phân thân thôi. Đánh bại hắn xong rồi, liền không có thời gian đi thâm nguyên. Đáng tiếc, đáng tiếc mà. Lý Bình An thì không phản bác được. Thì ra phiền toái là như vậy sao? Nhưng mà vì cái gì? Tất cả đám các ngươi, ai cũng muốn chạy tới thâm Nguyên vậy hả? Xem nơi đó như cái gì rồi? Thánh địa du lịch sao? Các người có từng nghĩ đến cảm thụ của chúa tể thâm nguyên chưa? Tôn ngộ không thì cầm kim cô bổng, nhảy lên trời, để lại một đoàn di ảnh giữa hư không. Đánh một gậy, đập về phía của Long Kỳnh. Long Kình thì nổi giận gầm lên. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kim sắc đại đao chĩa lên trời. Đao bổng va chạm, tạo ra một tiếng vang sấm rèn. Toàn bộ hư không thì đều muốn rung động. Hai người nháy mắt di động như bóng hình chập tròn giữa hư không vậy. Bùm bùm, tiếng vũ khí va chạm liên tiếp. Làm cho đối thủ hạ giới của hai người trong lúc nhất thời bất phân thắng bại kình thiên côn hạ xuống cự đao ngàn mét dâng lên hai kiện thần binh đụng vào nhau làm cho hư không bị tàn sát bừa bãi phá thành từng mảnh nhỏ một côn quét ngang đốm lửa văng khắp nơi bốn mắt nhìn nhau giống một long trào đỏ sậm nhô lên hầu quyền nghênh đón không chút khách khí nào cả long trào vô cùng to lớn ngàn mét hầu quyền thì nghênh đón Long kình lào đảo lui lại giữa không trung. Tôn ngộ không thì bay ngược trở lại. Kim cô bổng đột nhiên rỗi dài ra, đâm trước ngực của Long kình. Long kình thì đau đớn kêu lên, rồi bị kim cô bổng đẩy cho biến mất vào sâu trong hư không. Gậy sắt, chạy ngang hư không, giống như là không có điểm dừng vậy. Tôn ngộ không đáp xuống dãy thiên thạch trên hư không. Kim cô bổng thì nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi khôi phục nguyên hình. Đùng, Tôn ngộ không cắm kim côn bỏng lên thiên thạch, đứng thẳng, nhìn hư không vô tận. Trong hư không xa xôi, chúng thần san sát nhau, ai cũng đang choáng váng. Đây là đại yêu đạo chủ mời tới sau. Yêu hoàng trí tôn hỏa phượng thừa tuyên, nhìn hầu tử đứng trên thiên thạch, trong lòng thì kích động hỏi. Hắn chính là tề thiên đại thánh ngươi nói sao? Ngao mình tự hào nói. Đúng vậy, đây là viễn cổ cường giả của thần hệ hồng hoang chúng ta đấy. Tề thiên đại thánh tôn ngộ không, thân rắn như thiết vậy. Hỏa nhãn kim tinh, trường sinh bất lão, còn có 72 phép biến hóa nữa. Bên trong hư không hắc ám cuồn cuộn ở sâu trong vô tận hư không xuất hiện một đôi mắt đỏ sầm. Từ trong bóng tối phát ra một tiếng giống phấn nổ. Người là ai? Tôn ngộ không vô thức vốt lên trên đầu rồi mới nhớ hình như mình chưa có biến thân hắn dẫm chân lên thiên thạch làm nổ thiên thạch những mảnh vụn thiên thạch bay lên lơ lửng bên người của tôn ngộ không thiên thạch bốc cháy rồi cùng bay lên người của tôn ngộ không hóa thành một bộ hoàng kim giáp cuối cùng thì cũng biến thành tề thiên đại thánh tứ tỏa hoàng kim giáp rồi đầu đội phượng xí tử kim quan chân mang ngẫu ti bộ vân lữ trên trán thì có một phù văn thượng cổ uy nghiêm. Hắn đưa tay vung lên, hỏa diễm ngưng tụ thành một cái áo tràng đỏ rực. Lý Bình An thì nhìn phù văn trên trán của Tôn Ngộ Không, vô thức thì thầm. Wow! Trong đám chúng thần ở xa, Cẩm Linh thì kinh hỉ kêu lên. Là nữ hoa nương nương! Từ trong phù văn kia nàng nhìn thấy thân ảnh của nữ hoa nương nương. Những tiên thần khác trong hồng hoang cũng đang suy nghĩ. Nữ oa nương nương, tề thiên đại thánh cùng với cả nữ oa nương nương thì có quan hệ gì chứ? Tôn ngộ không thì gảy gảy cánh phượng, kiêu ngạo, cười hắc hắc. Ta chính là hồng hoang tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Bên trong hắc ám cuồn cuộn, Long Kình thì phẫn nộ kêu lên. Thần hệ hồng hoang, dám cản đường xuống hạ giới quấy nhiễu vô tận hư không? Các người không sợ chúa tể ta sẽ xóa sổ các ngươi sao? Tôn ngộ không thì sững sờ, cười ha hả. Xóa sổ hồng hoang sao? Lão tôn ta ngồi ở hồng hoang, chống mắt trở người đấy. Bùm! Thiên thạch vỡ nát giữa hư không. Tôn ngộ không thì xông ra từ bên trong, hóa thành một vẹt kim quang. Xoẹt qua hư không, vọt về phía của mây đen. Nháy mắt đã xông vào bên trong rồi. Âm thanh chiến đấu truyền ra từ mây đen, hắc quang cuộn trào trong hư không vô tận. Một lát sau thì có một vẻ sáng phóng ra từ bên trong hắc khí. Ngay sau đó là liên tiếp vô số vệt sáng được bắn ra, giống như con nhím đang dương lông chiếu sáng vô tận hư không vậy. Tiếng va đập, tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Trong đại chiến thì mây đen vô tận nhanh chóng bị kim quang trừ khử hết. Không lâu sau đó là hiện hiện ra cảnh tượng bên trong. Thần hầu chiến thần mặc giáp cao vạn mét đang vung vẩy gậy sắt đấu với cả hắc long mỗi đòn đánh ra đều tỏa kim quang lấp lánh hắc long thì liên tiếp bị đánh lùi về sau khạc khạc đã quá đã quá ăn một gậy của lão tôn đây đại thiên đại thánh tôn ngộ không nhảy lên rồi đập kim cô bổng to như trụ trời đánh xuống hắc long thì ngẩng đầu phun ra một hơi long tức oanh kim cô bổng va chạm với cả long tức tạo ra nham tương hỏa diễm càn quét hư không vô tận hư không thì nháy mắt vỡ nát cả hai đánh nhau trong hư không loạn lưu long tức thần hỏa tan dần hư không vỡ vụn nhanh chóng co lại hết thảy khôi phục lại bình thường nhưng mà đông đảo thần linh trong hư không thì chẳng thể nào bình tĩnh lại được nữa rồi dù đã sớm nghe nói hồng hoang có thần vương dù lần trước diệt sát hoàng kim long thần chính là hồng hoang thỉnh thần vương xuất thủ. Nhưng mà thời điểm tận mắt chứng kiến vẫn thật sự là khó tin và rất chấn động. Thần vương hồng hoang, vậy mà lại quá cường đại. Thần vương từ vĩnh hằng thần giới hạ trần, mà cũng bị đánh cho tơi tả. Sao hồng hoang lại có thần vương chứ hả? Sao bọn hắn lại có thể trở thành thần vương được, lại còn nhờ thần vương xuất thủ? Thần hang hồng huệ đến cùng là có lan lịch gì đây? Trong lòng ai nấy đều có vô vàn câu hỏi quang minh thánh đường hắc ám thần điện thái thản thần tộc cuồng bạo thú tộc và chư thần cầm đầu phương tây đều trở nên khó coi trong lòng là sợ hãi bất an chư thần chi chiến sắp giáng xuống rồi thần hệ hồng hoang có thần vương tọa trấn mà không phải là chỉ có một người vậy chả lẽ là thần hệ phương tây chắc chắn phải thua rồi sao trái ngược với họ đám người thần hệ phương đông thì ai cũng đang vui mừng như điên vậy do họ có nghịch thiên trí tôn ngao minh, viễn cổ yêu hoàng, hỏa phượng thừa tuyên. Thực lực các cao thủ hàng đầu đã không kém gì thần hệ phương Tây rồi. Lại còn có thêm hồng hoang. Đến chư thần chi chiến, chắc chắn đủ để nghiền ép thần hệ phương Tây. Hư không xa xôi đổ nhân vớ vụt. Một cây gậy lấp lánh kim quang sông ra từ hư không. Tùy ý vung xuống, để lại một vết sách sâu giữa hư không kim cô bổng thì lóe lên biến mất trên đỉnh đầu chúng thần đột nhiên xuất hiện một long trảo đen nhánh uy áp kinh khủng làm chúng thần giật mình chạy tứ tung long trảo lóe lên rồi biến mất trong vô tuận hư không thỉnh thoảng phát sinh vỡ vụn lộ ra một long trảo từ trong trận chiến vừa có động tĩnh thì tất cả chúng thần đều hoảng sợ chạy tứ tung hư không vỡ nát một bãi long huyết ám sắc rơi xuống từ hư không tan vỡ tản ra khí tức kinh khủng hư không xung quanh long huyết đều vặn vẹo tất cả chúng thần nhìn về phía bãi long huyết đó bằng ánh mắt tham lam đó là tinh huyết của thần vương đấy nếu luyện hóa có khả năng sẽ hiểu ra được phần nào huyền bí của thần vương một tiếng long ngâm giận dữ vang lên đầu rồng ám sắc to lớn xông ra từ trong không gian mở miệng nuốt lấy long huyết, rồi lại vội vàng bỏ chạy vào sâu trong hư không. Trên người của cự long vết thương chẳng chịt, long lân vỡ vụn, chân trước bị bẻ lại rồi. Hai cặp sừng sắc như kiếm, hai cặp sừng sắc như kiếm cũng gãy đôi, lộ ra mảnh xương trắng dữ tợn. Đệ thiên đại thánh mặc áo giáp hoa lệ, xông ra từ trong không gian loạn lưu. Áo tràng đỏ rực, bay phất phới, tỏa ra uy nghiêm bất phàm. Hắn cười hắc hắc, vốt cánh phượng trên đầu, đuổi theo hắc long truy sát. Long kình thì quay đầu, nhìn loại, bị dọa cho giật mình, gầm rú kêu lên. Đại thiên đại thánh, người hay đợi đấy, ta nhất định phải diệt thần hệ hồng hoang các ngươi. ha, <laughs> lão tôn ta ở đây rồi, ngươi muốn chạy đường nào? Thân hình của tôn ngộ không lóe lên, quang mang rồi biến mất thành một con kim sĩ sí đại bàng điểu. Hai cánh mở ra, Ba vạn mét che cả trời, phi nhanh về phía của Hắc Ám Thần Long, song trào lóe hàn quang lạnh lẽo. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu tung cánh bay chín vạn dặm, coi dòng là muồi thôi. Trong hư không, Kim Sĩ Đại Bàng Điểu nhanh chóng đánh về phía của Hắc Ám Thần Long. Hắc Ám Thần Long quay đầu đối diện với cả mắt sắc bén của Kim Sĩ Đại Bàng, lập tức lạnh cả người, toàn thân thì run rẩy giống như thấy được thiên địch vậy. Đây rút cục là loại chim gì? Quác! Kim sĩ đại bàng điều hót vang một tiếng. Song trào hung hăng trộm được lưng của cự long. Móng vuốt sắc bén, ghim sâu vào da thịt. Một dòng máu bắn ra. Hắc ám thần long kinh sợ giống lên. Hai tia hắc ám bắn ra từ trong mắt. Kim sĩ đại bằng điều cũng bắn ra hai đạo kim quang từ trong mắt của nó. Hai tia kim quang va chạm phá ra tiếng sẹt sẹt, bắn tung tóe ánh lửa. Cột sáng màu đen thì liên tục bị đánh lùi rồi nhanh chóng bị đẩy về trong hai mắt của hắc ám thần long. ầm một phát, hai mắt của hắc ám thần long trực tiếp nổ tung. Hắc ám thần long ngửa mặt lên trời rên rầm rĩ, không ngừng lăn lộn trên không trung, kéo theo kim sĩ đại bàng đều lăn lộn cùng. Miệng của kim sĩ đại bàng thì hung hăng bổ xuống đầu của rồng. Đầu rồng nổ tung, thành một đóa hoa máu. Kim xí đệ bàng tiếp tục mổ xuống, máu óc tung tóe, miệng chim thì cắm sâu vào trong não, moi ra một viên long tinh lấp lánh. Nó ngạo nghễ đứng trên người của hắc ám cự long. Hắc ám cự long lập tức bất động giữa hư không, hai cánh sụi lơ, không còn một tia khí tức nào nữa. Trong đám chúng thần bên ngoài, Bạch Hiểu Thần thì kích động kêu, Sư huynh, ngươi xem đi, đây mới gọi là 72 phép biến hóa đấy. Đây mới gọi là kim xí đại bằng đều chứ. Ngươi chỉ là một con sẻ nhỏ kém quá trời luôn. Thái Khạo thì không rời mắt nhìn kim xí đại bằng đều trên trời, đang đứng trên người của cựa long. Sư đệ nói đúng, mình vẫn kém rất xa. So với cả kim xí đại bằng điều thì mình chỉ như một con chim sẻ nhỏ thôi. Không chỉ là khác biệt về ngoại hình mà còn là tinh thần nữa mình biến thành kim sĩ đại bàng điểu thì khí tức vẫn là mình. Nhưng mà tề thiên đại thánh biến thành kim sĩ đại bàng điểu thì chính là kim sĩ đại bàng điểu. cỗ khí thể hung lệ kia, đập thẳng vào mặt, không rét mà run. Kim sĩ đại bằng điểu đập cánh gấp lấy thân thể của cựa long, bay về phía của Lý Bình An rồi vứt xuống. Thân rồng to lớn nện xuống trước mặt của Lý Bình An. Lý Bình An thì vươn tay ra, ngũ sắc thần quang phóng lên tận trời rồi quét lên thi thể của hắc ám thần long thi thể biến mất trong nháy mắt kim sĩ đạo bằng điều phát sáng quang mang khôi phục thân ảnh bản thể của tôn ngộ không hắn nhảy vào bên cạnh của lý bình an cười hề hề ngũ sắc thần quang làm lão tôn ta nhớ tới tiểu tinh linh năm nào lý bình an thì nghi hoặc nói tiểu tinh linh tôn ngộ không khoát tay áo nói à, Hắn là người chưa gặp qua. Không có gì đâu, không có gì đâu. Tiến lên, vô vỗ bỏ vai của Lý Bình An rồi nói. Làm tốt lắm, ta xem trọng người đấy. Chừng nào ngươi về hồng hoang, nhớ đến hoa quả sơn, tìm lão tuân ta uống rượu nha. Trái tim của Lý Bình An giật này, nắm lấy tay của Tôn Ngộ Không, kích động hỏi. Ta, ta còn về được sao? Đôi mắt của Tôn Ngộ Không lấp lóe không cẩn thận, lỡ nói nhiều rồi. Hắn che ngực, Hữu khí vô lực nói a à, hết năng lượng rồi Trên người từ từ hóa thành kim quang tiêu tán Lý Bình An thì nắm tay Tôn Ngộ Không Kích động kêu lên Đại Thánh, Đại Thánh Người nói ta nghe đi xem nào Làm sao có thể trở về nào Đại Thánh ơi Ta không nắm được gì nữa rồi Tôn Ngộ Không triệt để tan thành từng điểm kim quang Phiêu tán trong hư không Lý Bình An thì đứng im thật lâu Trong hư không Tim đập dữ rồi trong lòng thì dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Ta, ta vẫn còn có thể trở về sao? Chúng thần phương Tây nhanh chóng giải tán trong âm mưu. Chúng thần phương Đông thì đứng ở xa, nhìn chăm chú đạo chủ trên hư không. Bọn người thạch hạo, bạch hiệu thuần, ninh khuyết cuối cùng bay đến bên cạnh của Lý Bình An, yên lặng đứng cùng sư phụ. Sau một lúc thì Lý Bình An lấy lại tinh thần rồi cúi đầu về phía của hư không xa xa, đã tạ ân viện trợ của Tề Thiên Đại Thánh. Chư thần thần hệ phương Đông cũng đều cúi đầu về phía xa nói. Đa tạ tề thiên đại thánh. Bạch Hiểu Thuần thì nhỏ giọng Sư phố người không sao chứ? Lý Bình An chậm rãi đứng lên. Trong lúc nhất thời, đạo tâm thất thủ. Để các con lo lắng rồi. Hiện tại đã không sao nữa rồi. Ba người thạch hạo Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết liếc nhau. Trong mắt là sự lo lắng mơ hồ. Chẳng lẽ sư phụ muốn đi sao? Đi đến hồng hoang chân chính sao? Ngao Minh, Thừa Tuyên, Bạo Dương Đại Đế, Kiếm Chủ, Hỏa Hoàng Trí Tôn lần lượt đi đến. Ngao Minh Thừa Tuyên thì cùng nhau xoay người thi lễ cảm kích nói. Đa tà đạo chủ viện thủ. Lý Bình An thì quay người nhìn bọn hắn, mỉm cười nói. Không cần tạo bần đạo đâu, đây là chính các người đổi được mà. Bảo Dương Đại Đế cười ha hả. Có đạo chủ cùng với cả hồng hoang thần hệ, chư thần chi chiến chúng ta tất thắng rồi. Giết sạch thần hệ phương Tây, không chờ mảnh giáp nào, trả mối thủ năm đấy. Lý Bình An thì nhíu mày, bình thản nói. Chuyện này về sau lại bàn đi, hiện tại bần đạo còn có việc phải đi trước. Lý Bình An mang theo chúng tiên thần thần hệ hồng hoang, biến mất giữa hư không. Bảo Dương Đại Đế trầm ngâm nói. Ý của đạo chủ là sao? Kiếm chủ đứng bên cạnh nói. Người chưa tìm hiểu về đạo môn rồi. Từ xưa đến nay thì đạo môn không để cao chém giết đâu. Người mời đạo chủ tham gia chư thần chi chiến để tàn sát sinh linh. Đạo chủ há có thể đáp ứng người sao? Bảo Dương Đại Đế không vui nói. Chư thần chi chiến sắp đến rồi. Chẳng lẽ đạo chủ không thèm quan tâm sao? Kiếm chủ ung dung nói, đoán chừng đạo chủ có tính toán của riêng mình. Hòa Hoàng Trí Tôn nói, hồng hoang ở phương Tây, lòng trung thành của đạo chủ đối với cả phương Tây sợ là vẫn còn lớn. Bạo Dương Đại Đế trầm ngâm không nói gì cả. Ngao Minh thì nhìn bọn hắn một chút rồi nói, thừa tuyên, chúng ta cũng đi thôi. Hòa Hoàng Trí Tôn hiếu kỳ hỏi, này, đi đâu vậy? thừa tuyên thì quay đầu cười nói người tốt lắm phượng hoàng nhất tộc có người ở đây rồi ta cũng rất yên tâm hiện giờ chúng ta phải về hồng hoang thôi ngao minh cùng với cả thừa tuyên hóa thành hai đạo quang mang đen đỏ xẹt qua vô tận hư không tam thanh quan tiền việt bọn người thanh tuyết thạch hạo ghé lên mặt bàn tụ tập cùng một chỗ thạch hạo thì nhỏ giọng nói hai vị sư tỷ hình như sư phụ muốn đi rồi thành vũ thì kinh ngạc đi sư phụ muốn đi đâu thạch hạo thì mất mát nói đại thiên đại thánh nói về sau sư phụ chúng ta muốn về hồng hoang chân chính hồng hoang thành vũ bất an vậy sư phụ đi chúng ta làm sao đấy bọn hắn được lý bình an nuôi từ hồi bé đến giờ coi người vừa là cha vừa là thầy đột nhiên biết được về sau sư phụ sẽ rời đi trong lòng ai cũng bối rối vô thức quay đầu về phía hậu viện trong hậu viện thì lý bình an nằm lên ghế phơi nắng nhàn nhã xem đạo kinh lúc biết được mình có thể trở về trong lòng đúng thực sự rất vui mừng cũng đã nghĩ thông suốt rồi dù cho trở về lại thế nào đã nhiều năm rồi thân nhân chắc cũng đã hóa thành một mảnh cho tàn về đó còn có nghĩa lý gì chứ đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng lần đầu va chạm với cả vĩnh hàng thần giới đánh giá nhiệm vụ giáp ban thưởng nhiệm vụ lục nhĩ mỹ hầu hóa thân phù thông tý viên hầu hóa thân phù dương trầm hương hóa thân phù đánh giá túc chủ không kiêu ngạo không tự ti miễn cưỡng đánh giá ban thưởng nhiệm vụ Lục nhĩ mỹ hầu hóa thân phù có thể triệu hồi hóa thân thời kỳ toàn thịnh của lục nhĩ mỹ hầu. Thiện linh âm, có thể nhận thức, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Thông tí viên hầu hóa thân phù, có thể triệu hồi hóa thân thời kỳ hoàn thịnh của thông tí viên hầu viên hồng. Lấy nhật nguyệt, xúc thiên sơn, phân biệt tốt xấu, càn khôn ma lộng. Hai phù này đều do Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hữu nghị cung cấp. Dương Trầm Hương hóa thân phù có thể triệu hồi hóa thân thời điểm khai sơn của Dương Trần Hương do nhị lang thần Dương Tiễn hữu nghị cung cấp. Lý Bình An thì ngồi bật dậy từ ghế, đánh giá giáp mà được một phát tận ba hóa thân phù ban thưởng hào phóng đến như vậy sao? Lý Bình An thì nhầm trong lòng, hệ thống người bị làm sao vậy? Sau lần này lại hào phóng như vậy? Hệ thống thì không đáp lời. Trong lòng của Lý Bình An dâng lên cảm xúc không ổn. Chả lẽ ta sắp gặp nguy hiểm sao? Chẳng lẽ vĩnh hằng thần giới muốn xử lý bần đạo sao? Trong thánh đường Quang Minh, lão giáo hoàng quỳ dưới tượng chúa tể Quang Minh, miệng lẩm bẩm lời cầu nguyện. Sau lưng là thánh nữ Carolina cũng đang quỳ. Một luồng sáng từ đỉnh thánh đường chiếu xuống thẳng vào thần tượng kim sắc lưu quang chuyển động quanh của sáng. Lão giáo hoàng quỳ dạp trong đại điện, kích động nói. Tán dương qua minh chúa tể, tán dương thánh quang trừng phạt trích thiên sứ. Carolina run rẩy thì thầm theo. Tán dương qua minh chúa tể, tán dương thánh quang trừng phạt trích thiên sứ. Lão giáo hoàng chậm đã đứng lên rồi nói. Thánh nữ điện hạ, Vĩ đại quang minh chúa tể đã đáp lại lời kêu gọi của chúng ta rồi. Người có nguyện ý hiến thân để phát dương quang minh không? Nàng ta đứng dậy bất lực nói. Đây là vinh hạnh của ta. Lão giáo hoàng cười ấm áp nói. Hai tử ngoan, chúng ta rất tự hào về ngươi. Carolina thì nhẹ nhàng, bay về phía trụ sáng, sau khi đi vào trong cột sáng thì dương ra bốn đôi cánh. Từ trên cột sáng chậm rãi thả xuống một viên kim sắc thiên sứ chi tâm, từ từ chìm vào trong người của nàng ta. Nàng đau đớn kêu lên, thân thể nháy mắt, tràn ngập quang mang. Có thể thấy rõ viên kim sắc thiên sứ chi tâm trắng noãn này ở trên ngực của nàng. Két Thiên sứ chi tâm trắng noãn vỡ nát. Thay thế vào đó là một viên kim sắc thiên sứ tri tâm thần lực từ kim sắc thiên sứ tri tâm tuôn ra trong nháy mắt, tràn ngập thân thể của Carolina. Cánh chim sau lưng cũng bị nhuộm thành màu kim sắc. Xoẹt, lại một đôi cánh của thiên sứ duỗi ra. Mười cánh lấp lánh, kim sắc thần quang tràn ngập đại điện. Cột sáng trắng co lại, hóa thành một tia sáng trắng nhỏ rồi biến mất. Kim sắc thập dực thiên sứ, lơ lửng giữa không trung. Nhìn xuống lão giáo hoàng ở phía dưới. Thanh âm thì uy nghiêm vang lên. Vì sao muốn mời ta xuống hạ giới? Lão giáo hoàng khoanh tay trước ngực. Xoay người cung kính thi lễ nói. Tán dương thánh quang trừng phạt thiên sứ Kuma Điện Hạ. Vì sao muốn mời ta xuống hạ giới? Thanh âm lập tức nghiêm khắc thêm mấy phần. Lão giáo hoàng vội vàng nói. Hạ giới hư không? có đại biến cố. Đột nhân xuất hiện một thế lực tên là Đạo Môn. Đạo Môn Đạo Chủ mấy lần liên tiếp mời được Thần Vương xuất thủ. Tư Pháp Thiên Thần Nhị lang Thần chém giết hình chiếu của Thâm Uyên Ma Vương. Na Cha Tam Thái Tử chém giết Thần Vương Hoàng Kim Long Thần. Cách đây không lâu, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chém giết Vĩnh Hằng Thần Giới Thần Vương Long Kình. Hiện tại, sự cân bằng giữa các đại thế lực trong vô tận hư không đã bị phá vỡ. Xuất hiện xu hướng hỗn loạn. Phương Đông Thần Hệ thì cũng đã vượt qua phương Tây rồi. Khu Mai nheo mắt hỏi lại. Hạ giới lại có thần vương thế lực thường trú sao? Ngay cả Long Tộc, Long Kình Thần Vương cũng bị chém giết tại vô tận hư không? Lão Giáo Hoàng Cung Kính nói. Vâng. Nếu như trong chư thần chi chiến sắp tới, đạo môn lại mời thần vương đến xuất thủ chỉ e rằng chúng ta không có sức phản kháng thôi ngay cả vận dụng tiên thiên thần khí cũng không được trong đại điện vang lên thanh âm uy nghiêm ta đã sáng tỏ rồi ta sẽ tọa trấn thánh đường lão giáo hoàng cảm kích nói đã tà thánh đường trừng phạt thiên sứ kuma điện hà kuma bay xuống phía dưới tượng thần quang minh chúa tể xoay người cung kính thi lễ với cả tượng thần dưới chân của cu ma tỏa ra thạch quang từ chân thì lan tràn lên phía trên trong nháy mắt cu ma đã biến thành một tượng đá đang xoay người thi lễ lão giáo hoàng đứng lên trên mặt nở nụ cười sáng lạn quang minh thánh đường ta cũng có thần vương tọa trấn rồi vô tận hư không yên tĩnh trong một thế giới bị bóng tối bao trùm tại một đại điện đen tối. Hắc ám thần điện điện chủ cung kính đứng trước một đoàn hắc ám vặn vẹo nói: Ám ảnh ma vương đại nhân, vô tận hư không thần vương liên tiếp xuất thủ đã phá vỡ thế cân bằng rồi. Hiện tại thực lực của hắc ám thần điện chúng ta có hơi yếu. Thần vương liên tiếp xuất thủ sao? Trừ thần chi chiến còn chưa bắt đầu, bọn hắn đã không kiềm chế nổi rồi đám chúa tể kia cũng bắt đầu không tuân thủ quy củ nữa rồi. Nhưng mà vô tận hư không, loạn mới tốt, càng loạn càng tốt. Hắc ám thần điện điện chủ cung kính nói, Đại nhân, nếu nhờ chúng ta không có ma vương lực lượng, chỉ sợ so hắc ám thần điện chúng ta sẽ bại trong chư thần chi chiến thôi, bị hủy hoại trong nháy mắt. Không cách nào ra sức vì thâm uyên chúa tể vĩ đại nữa. He <laughs> he, Ngươi muốn gì, Thâm Nguyên đều sẽ cho ngươi." Bên trong bóng đen vặn vèo, một đoàn hắc sắc thần lực bay ra, lơ lửng trước người của Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Nó tản ra khí tức sát phạt, huyết tính kinh người. Thanh âm âm trầm vang lên. "Đây là bản nguyên tri lực của Huyết Tinh Thiên Sứ Caverdes, có thể giúp ngươi đạt được thần vương lực lượng trong khoảng thời gian ngắn." Hắc cám thần điện điện chủ cả kinh nói: Bản nguyên chi lực của huyết tinh thiên sứ cao vã sao? Cái này sao có thể? Nên biết bản nguyên chi lực là lực lượng bản nguyên nhất bên trong thần cách. Một khi tổn thất thì sẽ không thể bổ sung. Một đoàn bản nguyên chi lực như vậy đã là một nửa nguồn lực lượng của thần vương rồi. Sao thần vương vĩ đại có thể dâng nó ra chứ? Ám ảnh ma vương cà cạc, cạc, nói Cái tên xui xẻo huyết tinh thiên sứ date kia Bị một kẻ ngoại lai đến nhà giết chết rồi Chỉ còn sót lại một số bản nguyên chiên lực mà thôi Liền giao cho ngươi Há cám thần điện điện chủ cả kinh nói Xuống thâm uyên chém giết ma vương sao? Là ai làm vậy? Chẳng lẽ là vĩnh hằng thần giới bản nguyên thần xuất thủ sao? Bên trong đại điện đột nhiên trở nên lạnh lẽo Ám ảnh ma vương yêu hớt nói Là hồng hoang tư pháp Thiên thần dương tiễn làm Tu vi của hắn thì cũng là thần vương Nhưng mà chỉ dùng một hóa thân Đã chém chết một tôn ma vương Ngay tại thâm nguyên rồi Trước đây không lâu Hồng hoang tam đàn hải hội Đại thần Na Cha Cũng xâm nhập thâm nguyên Liên tiếp đánh bại năm vị ma vương Không hề kém cạnh tư pháp Thiên thần dương tiễn lại có thể một thế lực cường đại nước quật khởi Há cám thần điện điện chủ giật mình Vậy mà lại là tư phát thiên thần dương tiến Cùng với cả tam đàn hải hội đại thần Na Cha Bản nguyên chiên lực trước mặt này Đột nhiên không thơm tho chút nào rồi Bản thể có thể bị chém giết Chút thần lực bản nguyên này có là gì? Bóng tối nhanh chóng biến mất Bên trong đại điện sáng lên Há cám thần điện điện chủ vội vàng kêu lên Ma Vương Đại Nhân, ta có một chuyện quan trọng bẩm báo. Ma Vương Đại Nhân! Ma Vương Đại Nhân! Hạ Cám Thần Điện Điện Chủ hấp tấp liên hệ với cả thâm nguyên, nhưng mà không thấy chút phản ứng nào cả. Ma Vương Vĩ Đại cũng không phải là một kẻ như hắn muốn liên hệ là được. Hạ Cám Thần Điện Điện Chủ rơi vào đường cùng chỉ có thể thu hồi thần lực bản nguyên của huyết tinh thiên sứ Cavadet hắn âm thầm hạ quyết tâm dù cho chư thần chi chiến đến cũng tuyệt đối không chiến cùng với cả hồng hoang bằng không thì ngay cả chết thôi cũng không biết chết thế nào thái thản thần tộc thái thản chủ thần lấy ra một viên đá hình trái tim từ trong một tòa thần điện toàn bộ thái thản thần giới chấn động không ngớt thú thần giới vô số thú tộc tự nguyện đi đến thú thần sườn núi nhảy xuống hắc ám vô tận bên dưới. Tiếng gầm gừ điên cuồng từ dưới đáy vực truyền ra. Thời gian kế tiếp, các đại thế lực đều im hơi lặng tiếng, kể cả thâm uyên cũng không có chút động tĩnh nào. Toàn bộ hư không chìm trong yên tĩnh, kỳ dị như thể là yên bình trước cơn giông bão vậy. Tình huống như thế lại giúp cho Hồng Hoang có cơ hội phát triển thần tốc, lấy một phương thế giới làm xuất phát điểm. Trong vòng 500 năm, thiên địa pháp tắc của Hồng Hoang đã bao phủ hơn một nửa hư không vực rồi. Mặc dù không khống chế hết tất cả các thế giới thuộc phạm vi bao phủ của thiên địa pháp tắc, lực lượng pháp tắc hiển lộ cũng rất yếu kém, nhưng mà đã đủ để Hồng Hoang thần linh tung hoành hơn phân nửa vô tận hư không rồi. 500 năm sau, một đạo lục quang và một đạo huyết quang từ sâu trong vô tận hư không lần lượt rơi xuống. Huyết quang rơi xuống, một tòa hư không thiên thạch có hình dáng của một thanh lợi kiếm nằm tại trung tâm phương đông. Từ trong huyết quang có hai người đi ra, cả hai đều mặc võ giả bó sát người, một người trung niên trong đó còn cầm một cái la bàn. Thanh niên còn lại thì khẽ vẫy tay, một đạo quang mang từ trong phế tích của hồn giới phóng lên tận trời, vượt qua vô tận hư không, rơi vào lòng bàn tay của thanh niên, hóa thành một cái la bàn khác. Thanh niên lạnh giọng nói, Thật không ngờ một kỷ nguyên trước, đốc chiến giả lại bị đám hạ giới ti tiện là chém giết, quả thực mất mặt. Người trung niên ngưng trọng nói, Cho nên... Chư thần chi chiến ở cử nghiên này mới đặc biệt phái ra hai vị đốc chiến thần vương. Trận chiến này chính là cuộc đánh cờ giữa Võ Tri Chúa Tể và Thủy Tri Chúa Tể. Liên quan đến vinh quang của Võ Tri Chúa Tể chúng ta, tuyệt đối không được sơ xuất. Thanh niên nhíu mày nói, một kỷ nguyên trước đã thất bại rồi, kỷ nguyên này chúng ta đang bắt đầu với thế yếu, trận chiến lần này không dễ đánh chút nào đâu. Hắn lạnh lùng nói tiếp, đã thế, đám hạ giới, dã thần còn chẳng nghe lời trên đỉnh núi cao hình lợi kiếm một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời tạo nên gợn sóng huyết sắc khuếch tán ra toàn bộ vô tận hư không phương đông tất cả thần linh đều cảm nhận được ai nấy ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi kia trong lòng chợt cảm thấy lo lắng bạo dương thế giới bạo dương đại đế đột nhiên đứng lên nhìn về phía đỉnh núi hình kiếm thì thầm vĩnh hằng thần giới đốc chiến thần vương hạ giới rồi một thanh âm đạm mạc vang lên bên tai đến điểm tướng đài gặp ta bên trong kiếm giới kia mỹ bốc lên vô tận hỏa sơn hỏa diễm phóng lên tận trời một con phượng hoàng hoa lệ dương cánh bay lượn trong hỏa diễm tại phương tây cũng xuất hiện một đạo lục quang phóng lên tận trời nổ tung giữa vô tận hư không hình thành nên một gọn sóng lục sắc càn quét toàn bộ vô tận hư không giới của phương tây tất cả thần linh ở phương tây đều cảm nhận được quang minh giáo hoàng đi ra khỏi quang minh thánh đường hắc ám điện chủ đi ra khỏi hắc ám thần điện cuồng bạo thú hoàng đi ra khỏi thú hoàng đế quốc thái thản chủ thần đi ra khỏi thái thản thần giới giờ phút này thì phía sau tam thanh quan lý bình an đang ngồi bên bờ suối câu cá hai thân nảnh xuất hiện sau lưng của Lý Bình An chính là Ngao Minh cùng với cả Thừa Tuyên. Ngao Minh nói, Đạo chủ, vĩnh hằng thần giới đốc chiến thần vương đã giáng lâm rồi. Lý Bình An nói đáp, Bần đạo cũng cảm nhận được. Thừa Tuyên hỏi, Đạo chủ, chúng ta đều nhận được triệu hoán của La Bàn Vạn Giới. Phương Đông Đốc Chiến Thần Vương muốn chúng ta đến điểm tướng đài tập hợp. Ngao Minh giải thích. La bàn vạn giới có thể tra tìm ra tất cả các thần linh tồn tại. Đặc biệt là cái loại hạ giới đỉnh phong cường giải như chúng ta. Lại càng là đối tượng trọng điểm được la bàn vạn giới chú ý tới. Đốc chiến thần vương giáng lâm. Hiển nhiên chúng ta nhận được triệu tập rồi. Lý Bình An thì bình thản nói. Không cần để ý bọn hắn. Ngao Minh thì cười lạnh nói. Ta cũng là ý này, Vĩnh hằng thần giới, thần linh vốn xem chúng ta như đá vậy, như kiếm, như quân cờ. Một kỷ nguyên trước, chúng ta đã liều mạng cá chết lưới rách với cả bọn hắn rồi. Một kỷ nguyên này sao còn phải nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn chứ? Thừa tuyên thì ngưng trọng nói. Nhưng mà cuộc chiến giữa Đông Tây thần hệ sắp mở ra rồi. Nếu chúng ta không gia nhập phương Đông, cũng không gia nhập phương Tây, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả cộng đồng bọn hắn đấy. Ngao Minh thì cười lạnh nói. Thế thì sao chứ? Sau lưng chúng ta còn có viễn cổ hồng hoang. Việc gì phải sợ bọn chúng? Lý Bình An thì nhấc tay lên. Cần câu lập tức bị kéo cong. Dây câu đảo quanh. Cần câu kéo lên một con cá nhỏ. Lý Bình An gỡ cá nhỏ ra khỏi móc câu bỏ nó vào trong cái chậu nhỏ bên cạnh đợi lát nữa thả vào đầu dầu chiên qua một chút đảm bảo bạch Hiểu thuần thèm đến chảy nước miễn thừa tuyên hỏi đạo chủ nhìn ngài không hề khẩn trương tí nào lý bình an thì thành thơi đáp có gì đâu mà phải khẩn trương chỉ là một trận chiến thôi mà thừa tuyên nhíu mày hỏi giúp ai đây Lý Bình An ngẩng đầu nhìn về phía vô tận hư không rồi nói. Tự giúp bản thân mình, làm phiền các người giúp bẩn đạo truyền một tin ra ngoài. Bất kỳ thế lực nào cũng không được tham gia chư thần chi chiến. Thừa tuyên thì sửng sốt một chút, quyền truyền nói. Đạo chủ, chúng ta vẫn chưa đủ thực lực để áp đặt quy tắc. Chỉ e người bên ngoài thấy tin tức này sẽ xem như trò cười thôi mặc bọn hắn cười đi thừa tuyên nghiêm túc nói đạo chủ ngài thực sự muốn làm gì ngao minh không vui nói sao ngươi nói nhảm nhiều thế nhỉ đạo chủ bảo sao thì chúng ta cứ làm vậy đi đừng quên bây giờ chúng ta cũng là người có chỗ dựa rồi thừa tuyên thì thoải mái nói được thôi kỷ nguyên này ta liền cùng đạo chủ điên cuồng một hồi vậy lý bình an thì kéo cần câu lại thêm một con cá nhỏ nữa nhảy ra khỏi mặt nước. Hắn cười nói: "Hôm nay đừng đi, Bần Đạo mời các người ăn cá trên." Thừa Tuyên và Ngao Minh thì lễ nói: "Cảm ơn đạo chủ." Lý Bình An thì đứng dậy thu cần câu về rồi nói: "Đi thôi, mang cá về nào." Ngao Minh xoay người bưng chậu nước lên, trong lòng nảy sinh một cảm giác hoang đường. Thầm nghĩ mình đường đường là long tộc trí tôn, muốn ăn loại cá chân quý nào mà không được. Thế mà hôm nay lại ăn loại phàm cá này sao? Tại điểm tướng đài nằm ở phương đông vô tuận hư không, trên đỉnh núi hình lợi kiếm có một tòa thần điện vững chãi. Bên trong thần điện, có một thanh niên và một trung niên ngồi ghế chủ vị. Đứng phía dưới là ba người, bạo dương đại đế, kiếm chủ, hỏa hoàng trí tôn ba người cùng nhau chắp tay cúi đầu lớn tiếng nói bái kiến đốc chiến thiên tôn thanh niên cười lạnh đột nhiên gầm lên quỳ xuống áp lực khổng lồ giống như người trời ba người quỳ thẳng xuống đất khóe miệng chảy máu ngẩng đầu nhìn chằm chằm thanh niên cả ba dùng tay đỡ lấy thân thể hòng đứng lên nhưng mà như thế thì bị một phương thiên địa đè ép không cách nào động đậy được Thanh niên lạnh lùng quát lớn, cũng dám chén giết đốc chiến thiên tôn hạ giới, các người thật sự quá to gan rồi. Trước đó ta còn xem thường các người, ba người bão dương đại đế thì lại không nói một lời. Trung niên võ giả bình thản nói, được rồi, đó là trí tôn ở một kỷ nguyên trước làm, không liên quan gì đến bọn hắn. Áp lực kinh khủng biến mất, đám người bão dương đại đế đứng dậy lau khóe miệng dính máu tươi chắp tay nói đa tà thiên tôn trung niên võ giả thở dài nói vậy mà chỉ có ba người các ngươi đạt được nửa bước thiên tôn văn minh của hạ giới phương đông đã suy yếu đến mức độ này sao thanh niên võ giả nhíu mày nói không đúng hạ giới hẳn còn có một hồn giới truyền thừa mới đúng vì sao hồn giới không đến bạo dương đại đế cung kính nói Hồi bẩm đại nhân, hồn giới bị phương Tây Hoàng Kim Long giới, thú thần đế quốc liên thủ hủy diệt rồi. Thanh niên võ giả sững sờ gầm thét lên. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Trung niên thiên tôn nhíu mày nói. Hoàng Kim Long giới chính là thế lực đã quay mũi giáo vào thời điểm cuối cùng, trợ giúp phương Tây đốc chiến thần vương trong kỷ nguyên trước sau. Bà vương đại đế nói ra, vâng, Trung niên võ giả nói Đây mới là hành động của kẻ thông minh Một kỷ nguyên trước Phương Đông tự mình chém mất chỗ rửa Bị không ngoan Chúng ta đến đây Vốn là để giúp các ngươi. Nếu trong lòng các người có điều không muốn Cứ nói thẳng đi Chúng ta lập tức đi ngay Sau này các ngươi tự mình Đối phó với cả phương Tây chư Thần đi Bảo Dương Đại Đế kiếm chủ Hỏa Hoàng Trí Tôn cùng nhau nói không dám phương đông thần hệ đều tuân thủ theo mệnh lệnh của thiên tôn ánh mắt của thanh niên thiên tôn lóe lên nét trào phúng nói trung niên thiên tôn hỏi phương tây thì có bao nhiêu thần hệ cường đại Bảo dương đại đế đáp phương tây có quang minh thánh đường hắc ám thần điện thái thản thần tộc thú thần đế quốc trung niên võ giải nhíu mày chỉ chừng đó thôi sao Bảo Dương Đại Đế cung kính nói ra. Chỉ chừng đó, Thánh Đường Giáo Hoàng, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, Thái Thản Thần Tộc Chủ Thần, Thú Thần Đế Quốc, Quần Bạo Thú Thần, đều là nửa bước Thần Vương Tu Vi. Thanh niên Thiên Tôn nhíu mày nói, không đúng, sao các người không nhắc đến Hoàng Kim Long Giới? Bảo Dương Đại Đế thì mặt không đổi sắc, trầm mồn nói, Hoàng Kim Long Giới cũng đã bị diệt rồi. Cái gì? thanh niên vô thức hô lên vui mừng hỏi ai trong các ngươi đã làm vậy tiên thiên thần khí đồ long bảo đau đâu rồi bạo dương đại đế thì hốt hoảng trong lòng cảm thấy không ổn rồi không hay rồi hai người này coi trọng đồ long bảo đau chẳng lẽ muốn đối mặt với cả hồng hoang sao thanh niên quát Mau nói một cỗ thần uy tác động lên người của bạo dương đại đế bạo dương đại đế thốt ra là đạo môn vì để báo thù cho hồn giới đạo chủ đã diệt sát hoàng kim long thần hủy diệt hoàng kim long giới rồi đồ long bảo đao thì cũng đã vào tay đạo chủ trung niên thiên tôn cười nói phương tây thiếu đi một hoàng kim long giới phương đông nhiều thêm một đạo môn trận chiến lần này ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu lại hỏi vì sao đạo môn không đến chẳng lẽ đạo chủ vẫn chưa đạt đến được nửa bước thiên tôn chi cảnh sao? Bảo Dương Đại Đế thì do dự một chút nói ra. Mặc dù đạo môn thuộc phương Đông Thần Hệ, nhưng mà vị trí của nó lại nằm ở phương Tây, có lẽ là không cảm nhận được sự triệu hoán của vạn giới La Bàn. Trung niên thiên tôn nói, tuyệt không khả năng, vạn giới La Bàn có thể tra hết một lượt toàn bộ vô tuận hư không, Thanh niên thiên tôn thì cười lạnh nói ra, xem ra đạo chủ này cũng là một kẻ không ổn trọng đây. Vạn giới la bàn trong tay chiếu xuống, tạo ra một hình chiếu hư không. Bên trong hư không dày đặc những quầng sáng màu trắng, đó chính là hư không vị diện. Lại có từng điểm sáng, vòng ống, chính là vô số thần linh của hư không. Thanh niên thiên tôn nói, hừ vô số điểm sáng vàng ngóng biến mất. Từ trong hình chiếu hư không dâng lên mấy kim sắc quang trụ. Phía đông có ba kim sắc quang trụ tụ tập cùng một chỗ. Nó đại diện cho ba người bạo dương đại đế. Mà phía tây thì cũng có hai kim sắc quang trụ tụ lại một chỗ. Thanh niên thiên tôn điểm vào hai kim sắc quang trụ kia một cái. Kim sắc quang trụ sáng lên, xuất hiện hình ảnh của hai người, lần lượt là nghịch thiên trí tôn Ngao Minh cùng với cả yêu hoàng trí tôn thừa tuyên. Thanh niên thiên tôn nói, hai vị này chính là người trong đạo môn. Bảo dương đại đế khẽ gật đầu, trong lòng dấy lên nghi hoặc. Không biết vì sao đạo chủ lại không nằm trong cảm ứng của vạn giới la bàn. Át hẳn, thực lực của đạo chủ cũng đạt đến mức nửa bước thiên tôn rồi mới đúng. Trung niên thiên tôn cười nói, Một môn phái là có tới hai vị đỉnh phong trí tôn thực sự có tư cách kiêu ngạo ở hạ giới. Nhưng mà cũng là quá mức vô trí, không biết sợ rồi. Thanh niên thiên tôn phất tay, xóa đi hình chiếu hư không. Nửa bước thiên tôn cũng chỉ là trí tôn mà thôi. Không vào được thiên tôn đâu, vẫn là hạng sâu kiến. Trung niên thiên tôn nói, nhớ kỹ tên ta, ta là cảnh long thiên tôn. Thanh niên Thiên Tôn bên cạnh ngạo nghễ nói: "Ta là anh chết Thiên Tôn." Đám người bão Dương Đại Đế cung kính chắp tay nói: "Bái kiến Cảnh Long Thiên Tôn, bái kiến anh Thiết Thiên Tôn." Cảnh Long Thiên Tôn nói: "Cho các ngươi thời gian 5 năm, năm, tụ tập tất cả phương đông thần hệ thần linh, biên chế thành quân, không được sai sót." Đám người Bạo Dương Đại Đế cung kính đáp: "Vâng." Phương Tây thì cũng phát sinh chuyện tương tự. Hai vị thần vương, một nam một nữ ngồi trên ghế chủ vị. Uy nghiêm, nhìn quang minh giáo hoàng, hắc ám điện chủ, cuồng bạo thú thần, thái thản chủ thần. Nam tử thanh tu nói. Cho các ngươi thời gian 5 năm, năm, tụ tập tất cả phương Tây thần hệ, thần linh, biên chế thành quân, không được sai sót. Quang minh giáo hoàng hắc ám điện chủ, cuồng bạo thú thần, thái thản trổi thần cũng đáp vâng một đạo lục quang và một đạo huyết quang từ trong hư không phương tây và hư không phương đông đồng thời dâng lên hai đạo quang mang đột nhiên nổ tung giữa hư không mỗi bên thì chiếm cứ một nửa giang sơn vô tận hư không từ trong hai đạo quang mang truyền ra hai thanh âm năm năm sau mở ra chư thần chi chiến thông qua hai đạo quang mang này tin tức về chư thần chi chiến đã được truyền đến cho tất cả thần linh. Chúng thần thì đều sinh lòng sợ hãi. Chư thần chi chiến, văn minh chi chiến sẽ dấy lên giết chóc ngập trời. Một thái cực đồ khổng lồ đột nhiên ngưng hiện ở giữa không trung. Thái cực đồ khổng lồ bao trùm nửa vô tận hư không. Từ trong thái cực đồ truyền ra một âm thanh. Phụng mệnh đạo chủ cảnh cáo chúng thần. Đạo chủ sắc dụng. Chư thần chi chiến tự dưng xuất hiện Làm ra chuyện giết chóc Tạo nên tội nghiệp vô biên Không hợp nhân đạo Không hợp tiên đạo Cũng không hợp thiên đạo Đạo chủ có lệnh Tất cả chúng sinh trong vô tận hư không Đều không thể tham gia chư thần chi chiến Không nghe ắt bị công phạt Thái cực đồ chậm rãi tán đi Thanh âm khổng lồ đó vẫn còn vang vẳng trong lòng của chúng sinh. Chúng thần đều nảy lên một suy nghĩ. Đạo chủ đây là muốn dùng sức một mình để kéo nghiêng cả bầu trời sao? Mặc dù chúng thần cũng không xem trọng, nhưng mà cũng khó nén lòng kính này. Bên trong bạo dương đế quốc, bạo dương đại đế đứng giữa không trung thì thầm. Đạo chủ, việc gì ngài phải khổ như vậy chứ? Chỉ cần ngài gia nhập phương đông thôi, chúng ta có thể chiến thắng dễ dàng mà. Tội gì phải đi con đường chết này đâu? Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại câu nói mà đạo chủ đã quát hỏi mình. Hồn đế và kiếm chủ ở đại điện năm đấy. Đạo bất đồng tương vi mưu. Bảo dương đại đế mê man lầm bẩm Đạo ư, rốt cục đó là cái gì? Phương Tây Quang Minh Thánh Đường, giáo hoàng bước ra từ trong thần điện, trong con mắt thâm thúy của hắn. Ngàn vạn vị diện thì không ngừng sống lại rồi băng diệt, như là một hư không thâm sâu vậy. Hắn lộ vẻ tươi cười rồi nói: "Phương Đông Văn Minh thật là kỳ quái, rõ ràng đang chiếm ưu thế rồi lại cứ muốn chọn con đường chết. Một kỷ nguyên trước là thế, một kỷ nguyên này cũng vậy." Thú thần đế quốc, cuồng bạo thú thần ngồi trên hoàng vị, khinh bỉ cười nói: "Đạo chủ ra lệnh cho hư không chúng thần sao? Hắn xứng đáng sao?" Trong một không gian thần bí, một cái thần linh đang nói nói cười cười vui vẻ. Không có vẻ khẩn trương chút nào. Nơi này chính là vạn thần điện. Một nơi tuyệt đối trung lập. Theo lý thì chư thần chi chiến sẽ không lan đến gần nơi này mới đúng. Phụ mệnh đạo chủ. Cảnh cáo chúng thần. Đạo chủ sắc dụ. Chư thần chi chiến tự dưng xuất hiện. Làm ra chuyện giết chóc. Tạo nên tội nghiệt. Vô biên. Không hợp nhân đạo. Tiên đạo cũng không hợp. Đạo chủ có lệnh tất cả chúng sinh đều không tham gia thư thần chi chiến, không nghe thì ắt bị phạt. Một thanh âm uy nghiêm từ hư không truyền đến. Tất cả thần linh đều ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên hư không. Kên thở dài. Từ khi chém giết Long Kình Thần Vương, đạo môn liền cấp tốc khuếch trương, đạo môn đệ tử trải rộng hơn phân nửa hư vực hư không. Bây giờ đạo chủ còn làm ra như vậy, thật cho rằng mình có thể ngang bằng với cả vĩnh hằng thần giới sau phương đông bên trong điểm tướng đài hai vị thiên tôn thì sửng sốt một chút anh chết thiên tôn cười nhạo nói trong nỗi không có lão hổ hầu tử xưng đại vương buồn cười đúng là buồn cười sau khi chư thần chi chiến được mở ra bổn thiên tôn sẽ là người đầu tiên diệt hắn cảnh long thiên tôn thì bên cạnh bình thản nói nếu hắn đã không muốn thuần phục rồi diệt cũng tốt chỉ là nên xử lý đồ long bảo đao sau đây cảnh long thiên tôn cười nói sư huynh ngài là dùng thương vậy thì đừng đoạt đồ long bảo đao này với sư đệ nhé cảnh long thiên tôn bình thản đáp tiên thiên thần ký chân quý cỡ nào dù cho vi huynh không dùng đến cũng có thể dùng nó làm vật trao đổi đổi lấy một vật thần có giá trị tương đương, thậm chí còn cao hơn mấy lần đấy. Sắc mặt của anh Chiết Thiên Tôn thì thay đổi liên tục, âm trầm nói. Sư Huynh, thật sự không chịu nhường sư đệ lần này sao? Cảnh Long Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Sư phụ từng nói, con đường tu hành là tranh với cả thiên, đấu với cả nhân, tuyệt không thua thiệt ai dù chỉ nửa điểm. Anh chết thiên tôn cảm than nói. Đúng vậy, dù là thân sinh phụ mẫu thì cũng không thể nhường được. Hắn cười lại nói tiếp. Như vậy đi, chỉ cần sư huynh nhường đồ long bảo đao lại cho ta, ta sẽ nhường hồng tuyết sư tỷ lại cho sư huynh. Cảnh long thiên tôn trầm ngâm một lúc, lắc đầu bật cười. Hồng tuyết đâu phải thứ đệ muốn đẻ, đẻ là đẻ được, còn phải xem lựa chọn của nàng nữa. Ta có một thần trùng tên là tinh trùng. Mẫu trùng này ở ngay trong cơ thể ta. Tử trùng thì đã ký sinh trong cơ thể của Hồng Tuyết Sư Tỷ sớm rồi. Cảnh Long Thiên Tôn sững sờ, đột nhiên đứng lên giận dữ nói. Người thật to gan, cũng dám hạ thượng cổ dục trùng với cả Sư Tỷ mình. Sư Huynh, do ta chỉ hỏi Huynh có muốn hay không thôi. Thành Giao, Sư Huynh quả nhiên là người si tình mà, sau khi trở về sư tỷ sẽ là cổ huynh Tùy huynh muốn làm gì cũng được Nhưng mà ta muốn nhận trùng này trước Được Cảnh Long Thiên Tôn thì mặt mày khó chịu đi ra ngoài Thời gian 5 năm Chỉ trong chớp mắt Dù trước đó đã có đạo môn cảnh cáo Nhưng mà chư thần chi chiến vẫn tiến hành đâu vào đấy Đông đảo thần linh tụ tập Hừng hực khí thế Các bạn thân mến và Tiến sẽ gặp lại các bạn Ở cái trận chư thần chi chiến này của video sau nha và hẹn gặp lại ở video đấy xin chào và hẹn gặp lại